Nếu có danh hiệu loài vật ngầu nhất thế giới thì lửng mật chắc chắn sẽ là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu này. Lửng mật là loài động vật dũng cảm nhất thế giới. Đơn giản là chúng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Lửng mật trưởng thành có chiều cao đến vai 23-28 cm với chiều dài cơ thể 55-77 cm, với đuôi dài 12-30 cm. Con cái nhỏ hơn con đực, con đực nặng 9-16 kg mặc dù nhỏ nhưng chúng sẵn sàng chiến đấu chống lại những kẻ săn mồi lớn hơn nhiều như linh cẩu và sư tử. Mặc dù có kích thước không lớn, song lửng mật lại ít nguy cơ bị săn lùng trong tự nhiên. Bí quyết nằm ở lớp da rất dày của lửng mật, đặc biệt là vùng da quanh cổ dày tới 6mm, cho phép nó chống đỡ hiệu quả trước những cú cắn chí mạng. Đặc biệt nhất, chúng có khả năng đề kháng nọc độc rất hiệu quả. Vì vậy, rắn hay bọ cạp và thậm chí cả lông nhím cũng không thể ngăn cản chúng lửng mật là loài ăn tạp và đặc biệt là ăn mật ong và ấu trùng ong mật